Thế anh thích em thì có sao không? Lông tay đang dựng đứng lên. Thế anh thích em thì có sao không? Gì vậy? Lông tay đang dựng đứng lên. Mặt đang đỏ. Đồng tử mắt có dấu hiệu giãn nhẹ. Theo phương pháp loại suy thì em chắc chắn kết luận lại là anh thích em đến mức không nói nên lời. Nói nên lời. Đến giờ làm nước đến nơi rồi thì còn ngồi đấy mà thả thính. Cái gì mà không nói nên lời? Điều hòa nó lạnh thì cái nông này nó dựng lên là đúng rồi còn gì. Làm nước đi đây này mà cứ ngồi đấy mà thả thính. Ôi giời ơi. Nhờ có mỗi một tí là làm diễn viên phụ, diễn viên hợp tác với nhau để người nhau ôn luyện mấy cái bài tính thôi mà cũng không được, cũng không có cả quả. Dỗi. Nước đây này. Thưa quý vị, thính là một loại gia vị đặc biệt và để thính cho nó dính ấy, thì đầu tiên là phải biết cách thả thính cái đã. Chính xác, nhưng mà chúng ta vẫn cần những điều kiện ví dụ như là thiên thời, địa lợi. Ê, nhưng mà khoan, hãy cẩn thận, vì đôi khi nhé, thính lại là mồi nhử cho rất nhiều cạm bẫy. Chính vì vậy ngày hôm nay hãy cùng nhau thả thính ở trên Lướt trên VTV Go. Vâng, phải nói ngay với quý vị đó là cái cảnh đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay thì không phải tự nhiên mà có. Đó là chúng tôi chỉ đang diễn lại một cảnh phim ở trong tập 12 của Biệt Dược Đen. Và trong cảnh phim đó thì có hai người. Người được thả thính đó là vai Tuyển của diễn viên Bảo Anh. Và người thả thính đó chính là Mỹ Lan. Mà phải nói là thả thính nó có 5-7 kiểu thả thính, nó có nhiều kiểu lắm. Bây giờ tôi có vợ rồi, lâu tôi quên các cái cách thả thính rồi. Nhưng phải nói rất ấn tượng với cách thả thính của Mỹ Lan, của Trang. Bởi sao bạn ấy diễn mà như không diễn ấy thưa quý vị? Tức là nhìn một cái là mình thấy ngay cái cách thả thính nó rất là mạnh mẽ, nó rất là trực diện, nó đi thẳng vào vấn đề, nó đúng như là cái phong cách của Huyền Trang ngoài đời thật ấy, đúng Trang? Có một cái sự nhập tâm nhẹ đúng không? Cho nên là đến bây giờ là quý vị thấy vẫn cô đơn. Thật vô nghĩa. Tại sao thả thính lại hỏi là em thích anh có sao? Bây giờ anh thích em có không sao? Mà em thích anh thì sao? Thế anh thích em thì có sao không? Nhưng mà nói chung lại đấy chỉ là một trong rất là nhiều cách thả thính thôi. Xét về góc độ mà gọi là nhân vật và diễn viên nhá, thì tôi thấy rằng là Mỹ Lan như vậy vẫn chưa thực sự là trực diện. Mà nếu mà là tôi ý, thì tôi phải đi thẳng vào vấn đề như thế này này. Lên thính đi em ơi. Wow. Ôi, đây rồi. Đấy, các bạn thấy không? Thính của tôi ấy, nó phải là thực chất. Ok. Phải là nhìn thấy, sờ được và thưởng thức được. Bởi vì xét về nghĩa đen ý, thì thính là một trong những loại gia vị cực kỳ nổi tiếng trong ẩm thực Việt Nam. Mà nó còn là một trong những cái gia vị rất là quan trọng trong cái món nem thính hay còn gọi là nem chạo. Chính là món này. Chính xác. Nhưng mà ấy, ăn thì các bạn cũng đã được ăn nhiều rồi. Và công thức thì các bạn cũng đã được nghe biết rõ quá nhiều rồi. Thế nhưng mà cách rắc thính làm sao cho đúng và chuyên nghiệp thì không phải ai biết. Hay quá. Đấy. Có cách đi luôn hả? Tức là tôi mới đi học một cái khóa rắc thính quốc tế về. Đấy, thế bây giờ là tôi sẽ... Tiêu chuẩn quốc tế luôn. Đúng rồi, bây giờ là tôi sẽ thể hiện để mời hai bạn ăn cái món nem thính này nhá. Ok. Đấy, cái cánh tay nó phải như này. Đấy. Giơ một góc nó khoảng 46 chứ phải 45 độ nhá. Ok. Rồi, ôi thơm ngon quá. Mời Hà nào. Mời Sơn Lâm thưởng thức. Cái món này thì thưa quý vị là ăn nó rất là ngon với cả lá chanh này, các cái thứ loại lá khác nữa này. Lá sung này. Lá sung các thứ này. Ôi giời. Được rồi. Không chỉ là nem thính hay là nem chạo đâu mà thính cũng được sử dụng như một loại gia vị ở các địa phương khác và có những cái món ăn vô cùng đặc biệt. Ví dụ thể nói như là món cá thính ở Phú Thọ. Cá thính là một
món ăn được làm từ các loại cá nước ngọt ướp với thính. Cá được chọn phải là cá mè, cá chấm hoặc cá chép tươi. Gạo được rang vàng rồi dã nhuyễn để làm thính. Khi ủ cá, rắc một lớp thính dày dưới đáy vại trước rồi lần lượt xếp cá vào. Lớp trên cùng đậy lá ổi và nén chặt. Úp ngược vại lên một khay nước muối sạch, sao cho cá trong vại không dính nước, không có không khí bên ngoài lọt vào, rồi ủ 3 đến 4 tuần. Trước khi ăn, còn phải chiên giòn cá thì mới cho ra món cá thính thành phẩm chất lượng nhất. Đấy, thính nó là một cái phần của ẩm thực nó là như thế, tức là một cái món rất là quen đúng không quý vị, nhưng mà phải biết cách chế biến, biết cách rắc thính. Đúng, thì ăn nó mới ngon được. Thì nó cũng giống như là cái nghĩa bóng của nó, tức là thính trong chuyện tình cảm. Tôi thấy nhiều người thả thính lắm. Nhưng mà hỏi xem ai biết cách thả thính hay không là khó này. Thì phải biết cách thả thính thì người ta mới dính chứ đúng không quý vị? Mà cũng giống như là một cái phần biểu diễn. Thả thính ấy, nó là một nghệ thuật. Nó cần có nội dung và cách biểu đạt nội dung. Hai cái thứ nó phải đi song song với nhau. Mỗi người làm câu thả thính đi nghe cho nó xôm nào. Cho nó chuẩn nào. Nội dung và cách biểu đạt nội dung nhá. Rồi, ai khởi xướng thì tôi đề cử ví dụ, là người thả thính đầu tiên. Đơn giản, tức là sao mình thả thính nó phải đi thẳng vào vấn đề. Ngắn gọn, xúc tích, nhiều tầng nghĩa thì càng tốt. Người nghe người ta phải cảm thấy bị sốc. Bị sốc bởi hai điều. Thứ nhất là sốc bởi cái tình cảm quá lớn mà mình dành cho người ta, đúng không? Khi mà mình thả thính. Cái thứ hai nữa là sốc bởi cái nội dung của cái câu nói đấy. Trời ơi, thế sao lại ý tứ nó nhiều như thế, người ta sốc. Ví dụ, lên nhà. Em có phải người bán gà không? Mà sao em để cho anh một ký ức? Ký ức bán gà. Mình phải chơi chữ. Năm 22. Thế thì em là con ong thật liều, bởi vì yêu anh thật lòng. Tôi xin phép, tôi có hai con luôn. Đây, nó gọi là đẳng cấp thính. Thiếu ăn, chim tìm con sâu, bởi vì thiếu em, anh sờ con tim. Chim mới chả sâu. Cũng được, cũng được, nghe cũng vào, cũng ngọt, cũng nhịp phách rõ ràng. Nếu mà nhìn lại các game show của VTV thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều các khoảnh khắc thả thính cực kỳ mượt của các người chơi. Và như thường lệ thì em cũng đã tổng hợp lại các khoảnh khắc đó. Bây giờ thì em sẽ cho các anh chị xem. Nếu mà thả thính, tất nhiên là thả thính trong ngoặc kép thôi, là một bộ môn nghệ thuật, thì người thả thính mà dính thì có thể coi là một nghệ sĩ. Danh sách những màn thả thính gây sốt trên sóng VTV sẽ mở đầu với một nghệ sĩ, và anh thì còn là một rapper nữa. Có em ngồi phía sau thì đi đâu cũng được. Câu hát thả thính viral này của rapper Binzy gây sốt ngay sau khi nam rapper này trình diễn ca khúc Sao Cũng Được trên sân khấu của Quý Ông Đại Chiến. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Thả thính thì tất nhiên cũng là thứ gia vị không thể thiếu trên các game show hẹn hò của VTV. Hãy Yêu Nhau Đi vừa qua thì đã lên sóng tập cuối cùng của mùa 2. Và trong hai mùa đã qua thì không thể thiếu những câu thả thính siêu dính. Cô cả tia này, rất là cute, đáng yêu. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đấy. Rất là cute. Đắng mong chiếc cốc này sẽ thay em chạm môi anh. Hy vọng em sẽ là quyển sách yêu thích của anh. Nhưng mà anh không đánh giá sách qua trang bìa bên trong cơ. Thả thính bằng hóa học, khó tin nhưng mà lại có thật đó. Đó là sở trường của một nam sinh giỏi hóa đã từng tham gia đường lên đỉnh Olympia. Gọi em là Xiaov, em cân tôi. Gọi em là Xiaov, em cân tôi. Bộ môn thả thính thì còn được lan tỏa đến cả những con robot nữa quý vị ạ. Nếu quý vị từng theo dõi chương trình Làng Vui thì chắc chắn là quý vị sẽ nhớ chú robot này. Một quả em lấy 15, hai quả em lấy 25.000 đồng, ba quả thì 35 đồng, anh nào mua hết làm chồng em luôn. Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung. Thính ở nơi đây trinh em đang thả,
Em đang thả cho bọn em a. Em thả em thả. Thính của em thả em thả. Em thả em thả em thả. Em thả em thả em thả. Đấy em thấy không, hai anh chị hết sức là tâm huyết. Tức là phải gom tất cả tổng số lượng thính của hai anh chị em mình là có bao nhiêu là để gom cho cô bé cô đơn này. Để thoát ế. Đúng rồi, để thoát kiếp độc thân đấy. Cố gắng mà dùng để cho nó thật là chất lượng nhá. Em không biết, em lại phủi hết mất rồi. Đúng rồi đấy, lại lúc phủi này này. Nhưng mà ngay từ lúc đầu nhá, là chị cũng đã cảnh báo mọi người là cẩn thận. Bởi vì nhiều khi dính thính rồi nhưng sau đấy phát hiện ra nó là một cái mồi lửa nhen nhóm trong một cú lừa. Cái câu chuyện này nói thế chưa, ở bên ngoài kia gặp rất là nhiều ấy nha. Và thưa quý vị khán giả thân mến, là trên sóng VTV1 ấy, trong những chương trình của chúng tôi liên quan đến mặt tin tức, ví dụ như là Việt Nam Hôm Nay chẳng hạn, chúng tôi cũng đã từng đưa tin về những vụ việc lừa đảo tương tự bằng những cái pha thả thính rất là dính. Tưởng là một tình yêu thật là đẹp, thật là xanh mượt, hay xong là phát hiện ra là chẳng, lừa đảo. Thính lúc này ấy, là những lời đường mật để mà dẫn dắt con mồi vào cái bẫy đã được đợi sẵn. Như là cô gái này, quen một người đàn ông ngoại quốc qua mạng và được người này cầu hôn sau vài tháng quen nhau, còn hứa là sẽ gửi quà cho cô nữa, quà trị giá cả triệu đô. Người phụ nữ tin tưởng, liên tục chuyển khoản để trả phí vận chuyển, rồi phí lưu kho vân vân. Đến khi mà chuyển quá 500 triệu đồng rồi thì quà vẫn chưa thấy đâu. Em đã rất nhiều lần chuyển tiền, em chuyển khoảng mất khoảng 515 triệu đồng mà mãi vẫn không nhận được hàng của bên bạn trai gửi về. Người đàn ông này cũng thế, người yêu trên mạng rủ đi đầu tư kiếm lời. Kết quả là người yêu thì ảo, tiền thì anh này mất 40 triệu đồng. Khi mà em muốn rút tiền, một hệ thống nó báo là quý khách chỉ có thể nạp tiền vào mà không thể rút tiền ra. Sau đó thì em lại tiếp tục tra cứu cái hình ảnh căn cước công dân mà cái người bạn em quen qua mạng ấy gửi cho em. Thì em nhận ra là căn cước công dân đó không có thật. Lúc ấy em mới lại vỡ lẽ rằng là ôi em đã bị lừa mất rồi. Đó sự thực là ở phía bên ngoài kia thì ngày qua ngày vẫn luôn luôn có những vụ lừa đảo mới. Và thưa quý vị, là qua đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ ấy, cũng như là nhiều chương trình khác, thì phóng viên của chúng tôi đã nhận được nhiều những cái phản ánh của người dân về một hình thức lừa đảo khác cũng xuất hiện rất là nhiều. Đó là gọi điện đòi nợ. Tự nhiên đêm một ngày mình nhấc điện thoại lên, mình nghe cái thấy đầu dây bên kia bảo là anh nhá, anh đang nợ từ này tiền ấy. Sao bao nhiêu lâu rồi anh không trả? Cá nhân tôi cũng là một nạn nhân của cái chiêu trò này. Thời điểm đấy là Sơn Lâm xử lý như thế nào? Tôi sợ chứ, tôi sợ hãi chứ. Tôi sợ hãi một lúc xong rồi tôi bình tĩnh lại chứ. Xong tôi nghĩ ra là tôi sẽ bế lên sóng Chuyển động 24 giờ luôn. Ghê không? Chào anh, em vừa mới đến chỗ làm xong thì bây giờ mới ngồi gọi điện được. Anh ơi, cho hỏi một tí các cái thông tin về nợ của em là như nào anh nhỉ? Cái hợp đồng của sân bay là mai vẫn đáp bằng Paris vào ngày 9 tháng 11 năm 2020. Tức là tiền là 1.250.000 đồng. Tức là em vay 1 triệu. Công ty anh là đã mua nợ của cái máy áp cầm này rồi. Tức là tiền thì em có thể trả anh ngay, nhưng mà vấn đề là nó phải rõ một tí để có gì em báo cáo vợ em mà. Rồi đến bây giờ sau hơn 500 ngày thì tổng em phải trả là bao nhiêu anh? Tổng phải trả là 1.670.000. Bây giờ có gặp trực tiếp được không anh? Bên anh có văn phòng Hà Nội không? Bên anh có văn phòng ở Hà Nội không? Không. Rồi bây giờ đây nhá, em Zalo này, anh cho em xin thông tin về cái công ty đấy nhá. Xong em check lại với bên anh em phóng viên điều tra bên em cái nhá. Rồi các bên ngân hàng đi. Ok, xong chốt nhất trí, kết luôn này. Rồi giải quyết mà có 1.6 triệu thôi, tưởng 1.6 tỷ anh. Ok nhá. A few moments later. Đó, và thế là từ sau vẫn còn có những cái cuộc gọi lại cho tôi chứ, để mà đòi nợ chứ. Mà mỗi một lần gọi lại cho tôi là tôi sẽ gửi cái link cái chương trình mà tôi vừa phát sóng. Chắc là tôi cũng vào danh sách đen của bên đấy rồi, người ta không gọi cho tôi để đòi nợ nữa. Mà cái tôi cay là gì mọi người biết không? Là gì ạ? Là gọi điện cho tôi mà đòi tôi đã quyết định cho lên hình rồi mà đòi tôi có mấy triệu đồng. Câu chuyện thế này này, sau này tôi mới bình tĩnh tôi nghĩ ra thì tôi nghĩ là cái con số người ta đưa ra là rất có lý do nhá. Tại sao người ta không đòi nợ 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu mà chỉ là tầm khoảng 1-2 triệu thôi? Bởi vì nhá, rõ ràng cái số tiền đó, mặt bằng chung mà nói, nó không lớn. Mà khi mà chẳng hạn như tôi chẳng hạn, tôi thấy là ui, ôi làm phiền gọi điện cho cả người thân, cho cả bố mẹ rồi còn dọa là gọi điện cho cả sếp này kia ở VTV các thứ, đọc vanh vách, tôi làm ở đâu?
thì tôi bắt đầu ngại chứ. Thế cho thì xong. Mình chuyển đi cho xong. Đúng. Tôi nghĩ là đấy là một cái tâm lý mà người ta muốn lợi dụng ấy, cho nên là cái con số 1-2 triệu đưa ra là vì cái lý do như thế. Và thêm nữa là nếu mà có những người bất cẩn ấy mà không sáng suốt thì nghĩ rằng là à hình như là mình cũng có vay nợ hay là mình tiêu đó, ở một chỗ nào đấy. Quên quên nhớ nhớ. Bây giờ những cái cách thức để có thể khủng bố đòi nợ rất là tinh vi. Vì là chúng ta đang nói đến chủ đề thính nên tôi thấy được rằng là cái thính ở đây thì chúng ta có thể nhìn ở một cái góc độ nó không tích cực một chút. Nhưng mà cái thính ở đây ấy, nó không phải là thính như dạng tình cảm nữa, mà đưa ra những cái lời lẽ, những cái dẫn chứng, những cái sự thuyết phục để khiến cho đôi khi người bị khủng bố tin rằng là mình có nợ thật. Không chỉ là cái trường hợp thực tế thế đâu, mà trước đây khi mà tôi xem một cái chương trình ở trên VTV, nếu tôi nhớ không nhầm là Gặp Nhau Cuối Tuần, cũng gọi là có rất nhiều người đặt lòng tin vào những câu dụ dỗ ngon ngọt trong một chuyến du lịch để chuyến du lịch ấy đi xa, tưởng là sang chảnh nhưng thực tế là anh ơi, anh thích đặc sản dân tộc ở đây như thế nào hả anh? Đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. À thế ạ? Nhưng mà có VIP không? Quán này là quán VIP chính hiệu. Thế nhưng mà người không VIP vẫn vào được, chẳng sao. Thế vào thôi. Vào đi anh ơi. Đây là đồ Tây, mà là Tây đặc biệt nhá. Tây lạ chứ không phải là Tây quen. Món này nó gọi là salad Polatogo. Tên lại. Nhưng mà nó xuất xứ từ đâu? Xuất xứ à, cái này nó gọi là sen Nhật Bản. Du nhập vào miền Nam thì gọi là lục bình. Đấy, nó đến khi nó trôi dạt ra ngoài Hà Nội ấy, thì lại gọi là bèo Tây. Mà cái loại này đó, sống rất nhiều ở sông Kim Ngưu, Hà Nội. Trời ơi, cái món này là cái món gì mà mùi nó cứ khen khét cứ như là mùi bọ xít thế hả anh? À, thì châu chấu với bọ xít nó đều là côn trùng cả. Thì nó phải khét chứ sao nữa. À, ấy, nó chỉ khác tí tên gọi thôi, còn thực ra phẩm chất nó vẫn như nhau. Nhưng mà cái mùi của nó nặng quá, không hút được đâu. Sao? Thưa quý vị, giờ là lúc chúng ta nói sâu hơn về cái cảnh phim, cái đoạn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay đấy. Có chị Huyền Trang, chị Thả Thính, cái anh kia, quá trời là Thả Thính luôn đúng không quý vị? Tôi ấn tượng hơn cả là cái gì? Là cái sau cái đoạn Thả Thính đấy, mà lại vào hôn luôn. Ừ. Ghê không? Không một động tác thừa. Không một động tác thừa luôn. Trùng hợp thế nhỉ? Thực tế là cô đơn FA 8-9 năm nay rồi, lúc nào đi khoe với mọi người thế. Thế mà không hiểu học đâu cái cách hôn mà nó dứt khoát, nó chuẩn. Đấy sẽ là cái cảm xúc của khán giả sau khi mà bộ phim được lên sóng một cách chuẩn chỉnh. Ừ. Còn thực tế trong hậu trường lúc đấy nhá, xét về cái mặt cảm xúc thì bây giờ là thân lắm lại chia sẻ thật nhá. Ok ok. Thực ra là đạo diễn lúc đấy là ở hiện trường là anh Trần Trọng Khôi. Anh phải giục là Tàn ơi, hôn thật đi, làm thật đi, không thì anh bắt em làm đi làm lại nhiều lần đấy. Đấy là cảnh đầu tiên của bộ phim Biệt Dực Đen mà Huyền Trang và Bảo Anh đóng với nhau. Cảnh tức là đầu trước đấy là chưa gặp nhau. Chưa gặp nhau, chưa diễn với nhau một cảnh nào, cảnh đầu tiên là gặp bắt nhau hôn nhau rồi. Trời ơi, thì ngại chết à? Chứ chẳng ngại, anh Bảo Anh trước giờ là anh ấy cũng chưa có một cái bộ phim nào mà có những cái diễn biến tình cảm quá thân mật với bạn diễn nữ cả. Tức là cái người mà dựng hết cả lông tay lên thì có khi lúc đấy lại không phải là... Đúng, là anh Bảo Anh, mà là tôi. Đấy, mà lúc đấy đồng tử mắt tôi không biết là tôi giãn hay không, nhưng mà tim tôi đập rất là nhanh và kiểu tôi quay ra tôi ngại với ekip luôn. Quý vị thấy không, cô đơn lâu quá, 8-9 năm nay rồi, giờ tôi gặp một cái anh này chưa quen nhau bao giờ, gặp lần đầu tiên hôn cả mới be happy. Ô, nhưng mà rõ ràng là tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái diễn biến rất là thú vị ở trong cái bộ phim Biệt Dược Đen được xuất hiện trong tập 12 này, giữa rất là nhiều những cái phân cảnh căng thẳng phá án rồi là điều tra của tổ công tác, các chiến sĩ công an điều tra, thì nó đâu đó thả một chút nhẹ nhàng, thả một chút thính gì đó, thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái gia vị, đúng không? Chính một xác. Cái gia vị rất là hay, rất là thú vị trong bộ phim này. Tiến hành bắt giữ bố con Phi Long ngay lập tức. Rõ. Liên tiếp những ngày gần đây tôi bị ám ảnh bởi cái cách Thả Thính của anh Ân. Ở trong bộ phim Không Ngày Cưới Chỉ Cần Lý Do. Thế em phải xem kỹ bộ phim này, xem cái cách của anh ta Thả Thính và xem cả
những cái biểu cảm, những cái cách né tránh cách của, bật đèn đỏ của bạn Yến nữa để mình học kinh nghiệm. Nay cho anh mời ly cà phê, anh em mình tâm sự để hiểu nhau hơn nhá. Trong giờ hành chính mà nói chuyện ngoài công việc lán cắp thời gian của công ty đấy anh ạ. Có cái chuyện này anh muốn nói với Yến. Phí thuê mặt bằng mà sắp tới tòa nhà định thông báo là tăng 20% phí thuê và dịch vụ ấy. Yến biết chưa? Khó khăn nhở. Thế có cách nào anh ăn chỉ cho em với. Anh không phải là người sống vì vật chất đâu, mà anh sống thiên về tình cảm ấy. Đó là một vào. Làm em uống rượu có kinh đấy thì sao nào? Em yêu em đấy thì sao? Mỗi người một bài biết là nhiều bài rồi. Thì thưa quý vị, có nhiều bài mình có thể mượn để mà tỏ tình. Nhưng mà tóm lại là yêu là phải nói, đói là phải ăn. Chúc quý vị thả thính thành công. Cảm ơn quý vị. Quý vị vừa theo dõi Lướt Trên VTV Go.